Lời Thắng bến chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự thế giới ngày hôm nay, gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Ông Biden đến Israel khen như trở về nhà. Moscow bức xúc vì một ý tưởng chia cắt nước Nga thành 17 phần. Chiến sự Ukraine phát hiện đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga uôn uôn tiến về cơ sở. Ukraine nêu ra điều kiện để quân đội phản công. Ukraine tiết lộ về cuộc tấn công chết chóc chỉ duy nhất phó chỉ huy sư đoàn của nga sống sót và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết ông biden đến israel khen như trở về nhà kính thưa quý vị khán thính giả của Lido sài gòn tổng thống mỹ joe biden ca ngợi quan hệ mỹ israel khi đến đất nước này ngày 13 tháng 7, chuyến công du dự kiến sẽ không dễ dàng với nhiệm vụ cải thiện quan hệ Israel và thế giới Ả Rập. Tìm công lý cho một nữ nhà báo của Mỹ đã bị bắn chết. Tổng thống Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu tại sân bay Ben Gurion ở Israel ngày 13 tháng 7 và quy mô quan hệ song phương là rất sâu sắc. Không cần phải là một người Do Thái để trở thành một người theo chủ nghĩa Israel, hay còn gọi là chủ nghĩa Phục quốc Do Thái. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Israel phát biểu cùng ngày, ông Biden đã mô tả chuyến công du tới Israel khiến ông có cảm giác như được trở về nhà. Đây là chuyến công du thứ 10 của ông Biden trên cương vị tổng thống, nhưng là chuyến đầu tiên tới Israel. Theo như hãng tin Roster, việc ông Biden lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa phục quốc do Thái có thể trở thành nguồn cơn khiến cho nhiều người Palestine phẫn nộ. Chủ nghĩa mang nặng tính dân tộc này tin rằng nên có một nhà nước do Thái gồm những vùng đất mà tổ tiên của họ đã từng sống, bao gồm cả các vùng lãnh thổ như bờ Tây mà Palestine tuyên bố chủ quyền. Dường như, để trấn an người Palestine, Tổng thống Biden tuyên bố rằng Mỹ vẫn ủng hộ các cuộc đàm phán và cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề giữa Palestine và Israel. Thưa quý vị, trong bài phát biểu chào mừng, Thủ tướng Israel Isa Labes gọi ông Biden là một trong những người bạn tốt nhất mà Israel từng biết. Tuy nhiên, theo Reuters, chính sách của Mỹ với Iran và triển vọng trở thành nhà nước của Palestine còn tiếp tục phủ bóng quan hệ này trong thời gian dài. Cuộc hội đàm giữa ông Biden với tổng thống Palestine ngày 15 tháng 7 sẽ là cơ hội để Mỹ làm rõ hơn quan điểm về quan hệ Israel Palestine. Đây sẽ là một cuộc hội đàm đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và một nhà lãnh đạo Palestine từ khi chính quyền Barack Obama. Một vấn đề mới nổi nữa là cái chết của nhà báo Mỹ gốc Palestine trên Serin Abu Akhess. Cô này bị bắn chết hôm ngày 11 tháng 5 vừa qua trong một cuộc chiến của Israel ở Jenin thuộc bờ Tây. Người Palestine tin rằng cô đã bị giết chết bởi quân đội Israel một cách có chủ ý. Israel phủ nhận việc binh sĩ của họ cố ý và tố ngược lại Palestine. Thưa quý vị, Washington sau đó đã kết luận rằng nữ nhà báo xấu số, số, đã trúng đạn của Israel, nhưng đây không phải là một hành động có chủ ý. Mặc dù vậy, trước khi ông Biden đến Israel, phía Mỹ đã yêu cầu những người có liên quan lên giải trình về vụ việc. Theo như AFP, tìm kiếm lời giải thích hợp lý từ Tel Aviv sẽ là một trong những nhiệm vụ chính trong chuyến đi tới Israel lần này. Việc cải thiện quan hệ Israel và Saudi Arabia, điểm dừng chân thứ hai của ông Biden tại Trung Đông, sẽ là nằm trong nghị trình. Tổng thống Mỹ đã thừa nhận rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài để hòa dịu quan hệ giữa hai bên và để hai nước này chấp nhận sự tồn tại lẫn nhau cũng là một hành động có ý nghĩa. Moscow bức xúc vì một ý tưởng chia các nước Nga thành 17 phần. Thưa quý vị, trên trang web của Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga, Brada, đưa tin vào ngày 12 tháng 7 rằng nếu ai có nghi ngờ ý định của phương Tây đối với Nga, họ nên xem trang web chính thức của Hội đồng Heskin của Ủy ban An ninh và Hợp tác Châu Âu, một cơ quan trực thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy báo cáo của một cuộc họp ngắn của cơ quan đội tổ chức tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 6 được gọi là phi thực dân hóa nước Nga. Theo trên báo cáo, phần mở đầu của bản báo cáo mang màu sắc chống Nga mạnh mẽ. Nó đề cập xung đột của Nga với Ukraine và các cuộc chiến trước đây với Syria, Libya, Grudia và Chechnya đã cho thấy thế giới bản chất chế độ độc ác của Liên bang Nga. Sự hung hãn của nó cho thấy rằng đã đến lúc phải thảo luận về sự tùy tiện trong việc cai trị của Nga và Moscow đã kiểm soát nhiều người dân bản địa không phải là người dân nga cũng như việc Điện Kremlin đã đàn áp tạm bạo quyền tự thể hiện và quyền tự quyết dân tộc của họ. Bài báo viết rằng nga quá lớn vì vậy con quái vật địa chính trị này cần phải bị cắt thành rất nhiều mảnh nhỏ khiến nó không thể hoạt động như mối đe dọa đối với các nền văn minh phương tây. Các tác giả của bài báo cáo khá chắc chắn về mệnh lệnh đạo đức và chiến lược để tiến hành. Vậy lời khuyên của họ là gì? Không có để nhận ra từ một tấm bản đồ do cơ quan phát hành, Mỹ định chia cắt nước Nga thành 17 mảnh. Lưu ý rằng Crimea không có trên bản đồ nước này vì người Mỹ không nghĩ rằng Crimea là lãnh thổ của Nga. Nhưng đây không phải là ý tưởng duy nhất. Cựu tổng thống Ba Lan, Lens Waslia, người đoạt giải Nobel Hòa Bình và người sáng lập phong trào đoàn kết, có một ý tưởng quyết liệt hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro của Pháp gần đây, Ông không chỉ kêu gọi chia cắt nước Nga, mà còn ủng hộ việc giảm gần 2 phần 3 dân số của Nga, chỉ còn khoảng 50 triệu người. Ông cũng cho biết rằng, có rất ít hy vọng về việc xúi dục một cuộc đảo chính. Vì vậy, ông tin rằng điều đó nên thực hiện bằng cuộc nổi dậy của các nhóm sắc tộc khác nhau bị Moscow thông tính. <laughs> Chiến sự Ukraine phát hiện đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga ung ung tiến vào Kherson. Thưa quý vị, Thủy trưởng của thành phố Melitopol của Ukraine Ivan Fedoros cho biết rằng, một đoàn xe quân sự lớn của Nga bao gồm 40 chiếc xe bọc thép chở đầy nhiên liệu, đạn dược đang tiến về phía Kherson khi mà Ukraine mới đây đã lên tiếng huy động quân đội triệu người để phản công và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Ông Fedorov đã nói, hôm qua một đoàn xe quân sự lớn đã hướng về khu vực Kherson, có khoảng 40 chiếc xe chở đầy nhiên liệu, đạn dược Thị trưởng của thành phố Melitopol bình luận thêm rằng, bất chấp điều này, Nga sẽ không củng cố hậu cần của họ. Thị trưởng Melitopol cũng tuyên bố, Chúng tôi biết rõ ràng từng tọa độ chuyển động của đoàn xe của họ, và khi chúng tôi đến nơi triển khai, tất cả những tọa độ này sẽ được chuyển đến các lực lượng và đơn vị liên quan. Thưa quý vị, ngoài ra, ông Fedro lưu ý thêm rằng, các phương tiện của Nga cũng đang đến khu vực Kherson từ bán đảo Crimea. Theo như truyền thông Ukraine, động thái của Nga được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công và hậu phương của Nga. Vào đêm ngày 3 tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy căn cứ quân sự của quân đội Nga ở Melitopol, khiến hơn 200 binh sĩ đối phương bị tiêu diệt và khoảng 300 người khác bị thương. Cùng ngày, thì lực lượng phá hoại này đã làm nổ tung một cây cầu đường sắt giữa Melitopol và Tokmak, vốn đang bị quân đội Nga kiểm soát. Trước đó, thì ông Federos nói rằng Việc lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy căn cứ quân sự của Nga ở Melitopol hiện nằm dưới du quyền kiểm soát của Moscow đã mang lại hy vọng cho thành phố sớm được giải phóng. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Renikos cho biết rằng trong một cuộc phỏng vấn với The Times rằng Ukraine đang tập hợp tới 1 triệu quân được trang bị vũ khí phương Tây để giải phóng miền Nam Ukraine, bao gồm Kherson khỏi các lực lượng của Nga. Ukraine nêu ra điều kiện để quân đội phản công. Alexei Arestovic, cố vấn tránh phòng phòng tổng thống Zelensky, nói với quân đội Ukraine cần có xe bọc thép để chuyển sang phản công. Ông cũng nói trên kênh YouTube, Fagin Lies, chúng tôi thiếu các hệ thống phòng không di động và xe bọc thép vì quân sự của Nga vẫn vượt trội hơn chúng tôi về hai tiêu chí, số lượng bộ binh được triển khai trên xe bọc thép và pháo hỗ trợ lực lượng này. Theo nhóm Arestovic, Ukraine đã tìm ra cách để chống lại pháo binh của Nga, nhưng vẫn đang thiếu các loại xe bọc thép. Ngay sau khi việc cung cấp xe bọc thép diễn ra, mạch sẽ đóng lại và chúng tôi sẵn sàng phản công. Ông Alex Tovich nói thêm. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine, Alex Renikos, khi trả lời phỏng vấn The Times của Anh cho biết, ông Zelensky đã ra lệnh cho quân đội giải phóng vùng lãnh thổ phía nam nước này. Vì mục tiêu này, hàng triệu quân chiến đấu đang được trang bị vũ khí phương Tây, đang được tập hợp. Về phần mình, thì Phó Thủ tướng Ukraine đã nói rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công. Ông Viktor Vodolasky, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban về SNG, Hội nhập Á-Âu và quan hệ với đồng bào của Duma, quốc gia Nga, gọi những tuyên bố như vậy là một nỗ lực vô căn cứ nhằm gây sức ép tâm lý cho người dân địa phương. Theo ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Kiev, không còn khả năng chuyển sang phản công quy mô lớn vì binh sĩ của họ đã mất hết tinh thần, quyền chủ động tác chiến chiến lược nằm trong tay Nga. Ukraine hé lộ về cuộc tấn công chết chóc, chỉ duy nhất phó chỉ huy sư đoàn của Nga sống sót. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine đã cho biết một cuộc tấn công lớn gần đây của họ nhằm vào quân đội của Nga ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass đã khiến cho toàn bộ ngoại trừ một phó chỉ huy của sư đoàn dù số 106 của Nga thiệt mạng. Tuyên bố trên Telegram của văn phòng truyền thông của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết rằng, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội sử dụng hỏa lực của các hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp gần Staritas, một thành phố ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Kết quả, Ukraine cho biết cuộc tấn công đã khiến toàn bộ ngoại trừ một phó chỉ huy của sư đoàn dù số 106 của Nga đóng tại Donetsk đã thiệt mạng viên phó chỉ huy mặc dù đã sống sót nhưng được cho là bị thương nạn. Tuyên bố được đưa ra hôm ngày thứ Ba, 12 tháng 7, nhưng không nói rõ liệu cuộc tấn công bằng HIMARS của Ukraine có diễn ra vào cùng ngày hay không. New East không thể xác minh một cách độc lập tuyên bố từ Ukraine và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng của Nga lẫn Ukraine để xác nhận và đưa ra bình luận. Cùng ngày, hôm thứ Ba, 12 tháng 7, Ukraine cũng đã tuyên bố hạ sát thiếu tướng của Nga, Aston Nasvulin sau một cuộc tấn công bằng HIMARS ở khu vực Kherson, miền nam nước này. Ngoài ra, thì Bộ Nội vụ Ukraine hôm thứ Hai ngày 11 tháng 7 thông báo rằng quân đội Ukraine cũng đã tiêu diệt một nhóm tinh sát của Nga ở khu vực Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ chuyên cung cấp các đánh giá thường xuyên về các tiến trình của cuộc chiến ở Ukraine đã cho biết trong thông báo ngày 10 tháng 7 rằng sau khi giành quyền chiến thắng và chiếm được thành phố Severodonetsk và tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, quân đội của Nga đã đóng ở Luhansk và đã được lệnh tạm dừng chiến đấu, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các trận chiến trong tương lai. Nhưng theo ISW, lệnh tạm dừng chiến đấu phần lớn là để quân đội Nga tập hợp lại, tái trang thiết bị và tái thiết. Các đơn vị quân sự của Nga hiện thì vẫn đang nã pháo nặng vào các khu vực quan trọng để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công trên bộ trong tương lai và đồng thời tiến hành các cuộc tấn công thăm dò để xác định điểm yếu của quân đội Ukraine và cấu trúc của các phản ứng chiến thuật phù hợp của đối phương. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi đến từ tất cả quý vị. Bến chúc tất cả quý vị một ngày thật nhiều may mắn.